thấy không, là tân chủ tịch mà sinh sau đẻ muộn, còn trẻ hơn cháu nữa. Mà bác thấy trong cái bài diễn văn đọc lúc nhậm chức vẫn là tiếp tục là kiên định con đường Lenin, Marx, Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà. Vâng, à, thế thành ra đó là, thành ra mới nói chuyện là kiên định, cái chữ kiên định đó, nó làm cho là, nó làm cho người ta suy nghĩ rằng thì là cái con đường mà chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh đó, nó có những vấn đề sao động, nó có những vấn đề nguy hiểm và có thể rằng thì là nó bị sụp đổ, hay là nó không còn biểu tượng nữa, không còn cái chính vì trò. Có cái vấn đề đó thành ra mình mới phải tiếp tục chứng an như bác nói, đúng không ạ? Vâng. Giống như hồi xưa có người yếu lòng thì Chủ tịch Hồ Chí Minh mới phải chứng an, mới phải kêu gọi. Vâng. Thành ra mới nói chuyện rằng thì là trường kỳ kháng chiến nhất định thành công. Và còn một cái suy nghĩ khác nữa, thêm một cái câu chuyện là trong những cái lúc mà chống cộng chống chiếc thì nhiều người cứ nhắc lại rằng thì là ông Nguyễn Văn Thiệu nói đúng lắm. Ông Nguyễn Văn Thiệu đã nói một câu rằng thì là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Và nghĩa là mang cái câu đó coi như là ông Nguyễn Văn Thiệu nói rất là đúng. Và giờ này thương tiếc ông Nguyễn Văn Thiệu coi như rằng thì là một trong những người lãnh đạo cuối cùng của miền Nam Việt Nam đã nói rất đúng. Và cộng sản là một cái loại bịp bợm. Mấy cái người mà nhắc lại cái câu đó và ca tụng cái câu của ông Nguyễn Văn Thiệu nói đó, thì tôi lại có một cái mà tôi nhìn nó là cái phản biện, không phải là tôi chủ trương cái phản biện hay là gì, nhưng mà tôi cho rằng khi mà ông Nguyễn Văn Thiệu nói cái câu rằng đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm, nó tố cáo một cái thất bại. Ông Nguyễn Văn Thiệu đã nhìn nhận cái thất bại của mình, đã nhìn nhận cái thất bại của mình, cho nên mới nói câu chuyện rằng đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Nó thất bại cái gì? Thất bại là ông ấy thú nhận rằng quần chúng nó nghe cộng sản. Quần chúng nó nghe cộng sản. Và ông Nguyễn Văn Thiệu là buồn mà nói rằng thú nhận rằng thì là nhìn kỹ đó, cộng sản nó vào thì chúng mày ăn cứt cho mà xem. Tôi có cái diễn giải là có một cái giai đoạn mà cái ông nào mà viết về cái tâm tư Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó, Nguyễn Tiến Hưng, ông Nguyễn Tiến Hưng đó, thì ông Nguyễn Tiến Hưng thì cũng là đi rồi cuối cùng phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thiệu ở hải ngoại, thì ông Nguyễn Tiến Hưng này đó, thì ông ấy nói rằng thì là ông Nguyễn Văn Thiệu những cái lúc cuối đời ông ấy tới cái thành phố gì đó ông ở đó, và ông ấy sống một cuộc đời rất là âm thầm, những người chung quanh nó không hề biết ông ấy là một tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, ông ấy chết không kèn không trống, và ông ấy chết là ông ấy tự lái xe rồi ông ấy đi về cái gara của ông ấy, vào trong cái gara, ông ấy đậu cái gara rồi ông ấy mở cái cánh cửa ra để mà ông ấy bước xuống xe, thì ông ấy gục chết ở trong cái gara đó. Chứ không ai giết ông ấy, không ai gì cả. Và để nhớ lại rằng thì là những các cái lúc mà Sài Gòn hấp hối đó,
thì ông Nguyễn Văn Thiệu là ông ấy nhất định ông ở lại. Ông ấy tuyên bố rằng thì là tôi sẽ ở lại. Miền Nam Việt Nam mất một tổng thống, nhưng mà sẽ có một chiến sĩ, thêm một chiến sĩ, tức là ông ấy đi vào quân đội. Thế ông ấy tuyên bố thì nghe đó, và không phải là ông tuyên bố giả dối, nhưng mà đấy là tâm trạng thực sự của ông ấy. Ông ấy thấy người Mỹ bắt đầu bỏ rơi, bắt đầu thế này thế kia đó, và ông ấy buồn, ông nhất định ông ở lại, chẳng thà ở tù đi, ở tù đi dưới tay người cộng sản, dưới tay kẻ thù của mình, còn hơn là đi đuổi theo Mỹ, đi ra gọi là vơ vàng cô xuyên, túm lấy máy bay, móc tới chỗ này chỗ kia đó để mà đi cuộc đời tị nạn. Thành ra và cái hồi đó là tôi nhớ rằng ông tôi nhớ rằng thì là cái người Mỹ, cái người Mỹ người ta đưa ông Nguyễn Văn Thiệu đi qua bên Đài Loan đó, thì người Mỹ họ cũng làm một cái dỗ dành cái người đó. Cái ông hình như là một cái ông mà ông ấy viết cái cuốn Frank Snap, cái ông ấy viết là A Descent Interval, một cái khoảng cách vừa đủ hợp lý để mà miền Nam Việt Nam không đến nỗi chết một cách quá đau đớn. Do đó thì cái ông Frank Snap đó thì tới lúc mà dỗ dành ông Nguyễn Văn Thiệu rời khỏi Việt Nam thì nói rằng thì là ông đi qua bên Đài Loan đi, có anh của ông, hình như là ông Nguyễn Văn Kiểu không ạ, là ở bên Đài Loan, ông hãy rời bỏ Việt Nam, ông đừng ở đây mà chống đối nữa, ông đi sang bên Đài Loan rồi thì là mình mới có cái cơ hội để mà tính cái vấn đề phục quốc phục kiếp, chứ bây giờ người Mỹ họ đã đổi con đường rồi, họ đã công nhận Cộng sản Việt Nam rồi. Thì tôi nhớ rằng cái ông Frank Snap, ông ấy đi cùng với một người nữa và chở ông Nguyễn Văn Thiệu và cùng một cái hộ vệ của ông Nguyễn Văn Thiệu đó, thì ông ấy nói chuyện rằng thì là ông ấy lái cái xe đi ra phi trường để mà ông Nguyễn Văn Thiệu và đi lên máy bay một trong cái đêm đó, lên một cái máy bay kín đáo, lên kính kín mít, máy bay mà chạy ra gần tới phi đạo đó thì là tắt cả đèn, đi vào trong phi đạo một cách âm thầm tắt cả cái đèn. Thì ông ấy đã thấy rằng trên cái con đường mà ông ấy chở từ cái nhà của ông Nguyễn Văn Thiệu, lúc bây giờ thì ông Nguyễn Văn Thiệu hình như trong giai đoạn chót thì là mấy tổng thống đồng thiết đều đi vào trong cái căn cứ hải quân ở bên Bạch Đằng đó. Ở trong cái đó thì có thể là đi xuống tàu nó cứu mình, hoặc là máy bay nó cũng có thể đậu trên cái hàng không mẫu hạm gì đó, nó cứu mình. Thì ông cái anh Frank Snap nó nói rằng thì là nó lái xe nhưng mà nó nhìn vào trong cái kính chiếu hậu thì nó thấy ông Nguyễn Văn Thiệu khóc, và nó còn nói rằng lúc mà nó chưa nhìn được, nhìn cái kính chiếu hậu thì nó ngửi thấy mùi nước hoa thơm, mùi nước hoa đắt tiền, mùi dầu thơm đắt tiền, và nó ngửi thấy cái mùi rượu cũng đắt tiền. Tức là ông Nguyễn Văn Thiệu tất nhiên là ông ấy thì là trang điểm thì ông ấy là quen rồi, nhà ông ấy chỉ có cái nước hoa đó thôi, tức là cạo râu cạo riếc thì cái nước hoa đó, và ông ấy nốc một cái ly rượu, uống một cái ly rượu cuối cùng, một cái ly rượu mà để cho nó lên tinh thần hay là để cho nó buồn, mà đấy mới là cái. Thì cái ông Frank Snap đó, ông ấy nói rằng ông ấy ngửi thấy cái mùi dầu thơm đắt tiền và cái mùi rượu, cho nên ông ấy nhìn vào trong kính chiếu hậu
ở Chiếu Hậu thì ông thấy Nguyễn Văn Hiệu khóc. Thưa anh, đây là một trong những cái hình ảnh của miền Nam Việt Nam trong cái lúc hấp hối. Cho nên khi mà mấy cái người hậu duệ sau này mà dắt nhau ra cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, thì tôi thấy nó họ cũng không biết làm cái gì hơn cả, và ra đó để mà cầu xin xem có thượng đế mà có hồn thiêng sông núi hay là những các cái trời cao kia có chứng giám cho cái thân phận của những người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, có chứng giám cho cái thân phận của cả một cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa không. Thì tôi thấy rằng thì là một cái người bạn của tôi là ông luật sư Triệu Bá Thiệp và ông luật sư Trần Danh San đó, là một trong những người mà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Thì lúc qua bên này mười mấy năm sau thì ông ấy cũng có gặp chúng tôi, thì ông ấy tôi hỏi rằng thì là ông nghĩ thế nào về cái câu ở bên ông, tức là hình như ông ở bên Úc hay là bên Canada gì đó. Dạ. Mới hỏi tôi hỏi rằng thì là ở bên Úc hay là bên Canada chỗ các ông ở đó nó có giống cái hiện tượng thế này không? Dạ. Tức là cũng là ra một cái tượng đài nào đó và cuối tuần thì cũng họ họp nhau lại, rồi thì là mang các bộ quần áo lính chiến cũ, rồi thì là cũng cờ quạt lên trên đó để làm một cái cuộc diễn hành cho nó quên đi ngày tháng cũ. Thành ra tôi mới nhớ tới cái bài hát của Nam Lộc, người di tản buồn để mà trở lại, tức là cái hiện tượng này nó xảy ra ở mọi nơi. Và những cái người mà ở cái đẳng cấp gọi là cao, nhìn vấn đề nó rõ đó, thì người ta cũng tha thứ cho nhau, hay là người ta nói chuyện rằng anh em cuối tuần mà họp thế này thì đừng là kết tội rằng thì là họ bán hàng giả hay là họ bịp bợm, nhưng mà họ biết làm gì bây giờ. Cuối tuần trong cái cuộc đời oan khiên ở hải ngoại này thì bây giờ biết làm gì bây giờ. Nhưng mà thưa bác, tụi này nó không phải như bác nói, nếu mà một số người kiểu quân nhân hoặc là kiểu tù nhân, đúng không ạ? Mà như bác nói bây giờ không biết làm gì thì họ chỉ có thể tụ tập nhau lại để chào cờ, để tưởng niệm hay là để ôm lại chuyện cũ, kể cả chuyện mà lên án chửi bới cộng sản thì cháu còn thông cảm, cháu còn hiểu được. Nhưng mà cái đám này, cái lý do mà tại sao cháu ra ngoài tượng đài là như vậy thưa bác, là cái đám này như bác nói nó nhân danh cờ vàng, nó luôn luôn nó dùng cái chiêu bài là nhân danh cờ vàng, kể cả đến cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, để mà nó kiếm phiếu, kiếm danh, kiếm tiền, để mà nó vinh thân phì gia. Kính thưa quý vị, tức là tụi này nó là vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, ăn uống thừa mứa, sơn hào hải vị, đúng không ạ? Rồi nó vận động gây quỹ, quyên tiền đủ thứ hết, nhưng mà nó không phải là thùng túy, là giống như cháu nói cái cô hình như cô tên là Adele, cái người mà nhận anh Thomas Dow làm em nuôi đó. Tức là những người đó họ đang là nữ tiếp viên hàng không, đúng không ạ? Thay vì họ bỏ đi Hawaii du lịch, đúng không ạ? Đi trượt tuyết, đi cái gì đó, đi Hollywood từng chân mặt với người yêu, thì họ lại tự bỏ tiền với máy bay, họ tự lên tàu, họ trả chi phí cho họ, rồi họ còn đến những cái trại hoang đảo như vậy, họ cũng uống nước suối, nước sông nhiễm bệnh như mình để họ cứu giúp những cái người tị nạn, bác hiểu không ạ? Thì mới là những cái người đáng trân trọng. Còn cái đám này như bác nói, nó là nuôi hận thù, nó bán hàng giả để nó vinh thân phì gia. Và đó là lý do tại sao cháu chọn cái địa điểm đó. Nếu mà quý vị nào tin có tâm linh thì thật sự chúng ta biết mà, nếu mà thật sự có quỷ thần, đúng không ạ, thì vong linh họ không có cái không gian, nó không có nghĩa lý gì đối với họ hết. Mình đứng ở đâu mình cầu nguyện, mình khấn vái cũng được hết á. Nhưng mà cái lý do cháu chọn cái địa điểm đó là như vậy. Cái tụi này nó suốt ngày nó nhân danh hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nó nhân danh cờ vàng,
nó dùng cái chiêu bài chống cộng để nó là lợi dụng, nó khai thác cái sự thù hận của đồng hương nạn nhân cộng sản để mà nó vinh thân phì gia. Và ngoài cái tượng đài đó bác thì bác biết rồi, thật sự cái nghĩa trang của cái thành phố này nó không cách xa cái tượng đài bao nhiêu đâu, đúng không bác? Thành ra nếu mà thật sự nếu mà tin có oan hồn thì rất là nhiều, mà theo cháu hiểu là người ta nói là những người mà đã qua đời rồi đó bác, tức là khi họ trở thành vong rồi đó, trở thành người ta không còn phần xác chỉ còn phần hồn á, thì lúc đó người ta sẽ thấy được sự thật và người ta thấy được tư tưởng của mọi người, tức là không còn che đậy, không còn bịp bợm, không còn dối trá được nữa, bác hiểu không ạ? Thành ra đến lúc đó thì những người đã mất rồi thì người ta, nếu mà hồi khi mà người ta còn tại thế, người ta còn sống, người ta bị tụi nó lừa đó, thì đến lúc người ta chết rồi thì chắc chắn người ta sẽ thấy được sự thật, thưa bác. Vâng, thưa anh, nó chẳng nó không xa xôi gì cả cái ông Hoàng Duy Hùng đó. Theo tôi thì ông ấy nói chuyện, ông ấy cũng là vừa ban nãy mình đã nói là ông ấy về Việt Nam, ông ấy lấy một cái cô vợ bằng tuổi con, kém ông ấy 40 tuổi mấy chục tuổi, để mà ông ấy coi như là cuối cuộc đời ông ấy tìm một lối thoát. Và ông ấy cũng vẫn cái trình độ bây giờ là hàng ngày ông ấy sống ở Hà Nội, ông ấy sống ở Sài Gòn, ở trong một cái building cao, rồi thì là ông ấy xuống cái, ông ấy cũng là cái người mà có trình độ và có tiền nong, ông ấy sống cái cuối cuộc đời của ông ấy ở trong cái thì ông ấy cũng phải ông ấy đưa ra một cái chính sách 30 với lại cả chính sách cái gì đó, sách trắng đó, cách mạng trắng, sách trắng, bằng sách trắng đó, sách trắng nó mang cái tính cách rằng thì là coi như là nói thẳng, nói thật, nói không còn cái gì giấu giếm, cũng giống như là cuộc cách mạng màu đó. Thế thì ông ấy nói chuyện rằng ông ấy có vào lăng của ông Hồ Chí Minh và ông ấy cầu nguyện. Tất nhiên là đến đó thì cũng có những các cái người mà coi cái lăng đó chứ không phải thì là đến đó một cách tự nhiên, nhưng mà ông ấy là một cái người mà cũng có tiếng tăm tiếng tiếc thì đó, cũng muốn đặt một cái vòng hoa thì cũng phải là xin phép, tức là cũng tổ chức một cái chuyện mà cũng là rành rang, ít nhất là cũng là một nhân vật ở hải ngoại, một luật sư thành công và bây giờ muốn về, trước đây là cũng chống cộng cực mình, cùng mình đã muốn đặt thuận triều đình đó. Vâng, đã muốn phá cái tượng đài của ông Hồ Chí Minh ở bến Ninh Kiều vân vân. Thì giờ này ông ấy nói chuyện rằng thì là ông ấy về cái lăng của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, cái lăng của bác. Thì ông ấy nói chuyện rằng thì là ông ấy có khấn vái và ông ấy là cũng lại nói một cái chuyện nó hết sức là linh thiêng. Thì ông ấy nói rằng thì là ông ấy nghe thấy tiếng là bác mà có nói rằng thì là tha thứ cho Nguyễn Hoàng Duy Hùng, trước đây mà con đã định về phá tượng đài, con đã được định về con chống bác, thì bác tha cho con. Đây mới là một trong những các cái người mà cuối cuộc đời rồi thì mình thấy những các cái lời nói của một cái người thì cũng là một cái anh điên nửa vời, thì thành ra đấy mới là một trong cái vấn đề mà mình thấy rằng thì là cái cuộc đời của những người nó oan khiên biết thế nào, một cái người mà trình độ như ông này. Thành ra thế thì cũng nửa chừng là trong mấy lần trước thì mình có bàn với nhau, hay là tôi có bàn ở trong chương trình của ông Nguyễn Phương Hùng với gì đó, thì tôi nói chuyện rằng thì là ông
ông Hoàng Duy Hùng ông ấy về Việt Nam thì là coi như rằng thì là ông ấy ý thức rằng cái cuộc đời của mình không còn bao lâu nữa. Cái mà gọi cái chữ Huê Mỹ đó gọi là cái quỹ thời gian không còn bao lâu nữa. Thì ông ấy về, bây giờ thì ông ấy về là ông ấy giải quyết những các cái ngày cuối cùng của cuộc đời của ông ấy. Thì đừng mang những các cái chuyện đấu tranh cũ của ông ấy mà bây giờ thì để ông ấy giải quyết những các cái ngày cuối cùng của ông ấy, ông ấy với chính ông ấy. Thì giờ này thì ông ấy suy nghĩ cuối cùng thì ông ấy nói chuyện rằng thì là thôi cởi mở tất cả những các cái oán hờn, những các cái chuyện cũ, giờ này tôi chỉ còn tôi với tôi, bây giờ tôi giải quyết những ngày cuối cùng của cuộc đời của tôi ở một cái vùng đất là Sài Gòn, một cái nơi mà gió tanh mưa máu, nhiều người khác nói như vậy. Thì bây giờ tôi biết là cuộc đời nó ngắn ngủi, và bây giờ tôi về tôi giải quyết cái cuộc đời của tôi, tôi lấy một cái người không đáng tuổi con tôi, nhưng mà đây là tôi tôi cũng không cần nghĩ tới một cái đám ma lớn, một cái tiệc rượu gì mà như mấy cái người mà nói chuyện rằng thì là cái thành phố Westminster vừa rồi đó, dưới cái bảo trợ của Air Việt Nam mới gì gì đó, thì là cũng lại là coi như là một cái bữa tiệc ở trên xác chết. Tiếng Pháp thì nó cũng có một cái phim nó gọi là Le Bain de Maudi, tức là cái cuộc khiêu vũ của những kẻ mất dạy, của những kẻ đáng nguyền rủa. Nhưng mà thưa bác, hồi nãy bác có lúc mà nói Ngô Kỵ bác cũng hay dùng từ cuối đời, đúng không ạ? Rồi đến bây giờ bác nói đến ông Hoàng Duy Hùng thì nói đến cái quỹ thời gian và cái chọn lựa, đúng không ạ? Để gọi là sử dụng cái quỹ thời gian còn sót lại. Nói chung là dùng cái từ hậu vận cuối đời, đúng không ạ? Chọn mà coi như là cái phần đời còn lại. Nhưng mà thưa bác, nếu mà nói như vậy thì cháu không có phủ nhận những cái gì bác nói về Ngô Kỵ, tức là những cái thành tựu, cái vị thế, cái chỗ đứng của anh ta, đúng không ạ? Trong lịch sử cộng đồng hay là, nhưng mà như bác nói là bác có nghĩ giống như bây giờ, giả dụ như cháu đi, thấy là đến cuối đời không biết là bây giờ ổng bị Covid xong ổng bị gọi là thần kinh thương nhớ chạm dây, hay là lại có một cái game, cái ý đồ gì đó, mà như hồi nãy bác nói là bây giờ hắn là hành xử như một cái thằng khùng điên, đúng không ạ? Nếu vậy hóa ra mình tự đốt cháy cái tên tuổi, cái thành quả của mình hay sao, hay là cái lý do gì? Và ngược lại, nếu mà so sánh cái hậu vận thì bác nghĩ là nếu mà nhìn lại thì có phải là bây giờ rõ ràng là không biết là quả báo, hay là bác nghĩ là cái hậu vận của Ngô Kỵ thì so với Hoàng Duy Hùng thì cũng không có gì là thua thiệt, thưa bác, thua kém, thưa bác? Vâng, thưa anh. Mỗi con người nó để lại một cái dấu ấn, một cái dấu ấn, nhìn cách này thì nó là vết thương lòng, nhìn cách kia thì nó là một dấu ấn, nó là một legacy. Thế nhưng mà cái cuộc đời bây giờ mà mình mang mình phân tích của một cái con người, con người thì tất nhiên là con người nổi tiếng như là Hoàng Duy Hùng cũng là có tiếng tăm, thì nhưng mà mình theo tôi thì cái nhìn của tôi thì là đây là cái lúc mà tan chiến tranh, đây là cái lúc mà tan chiến tranh chồng về, đây là cái lúc mà sứ mạng của mình hoàn thành rồi, mình giờ này mình về với chính con người của mình,
cũng giống như ông Ngô Kỳ giờ này, thì ông ấy về với chính cuộc đời của ông ấy, và ông ấy nói một câu thì theo tôi thì nó rất là phản cảm, nó phản bội với chính mình. Và cho nên ông ấy nói rằng chuyện ai thuê tôi đốt cờ vàng thì tôi đốt, và cái thứ gì nữa mà ông ấy nói chuyện rằng thì là cái chuyện mà tôi bảo vệ cờ vàng tôi mấy chục năm nay thì đây là cái game của tôi. Tôi muốn hôm nay thì tôi sớm nắng chiều mưa, hôm nay thì tôi khen cái này, ngày mai thì tôi khen cái kia, cũng giống như là tôi gửi một cái tối hậu thư cho cái ông Triều Phát Văn Giao rằng thì là phải treo cái cờ vàng ở trước cái Phúc Lộc Thọ, nếu không thì sẽ có đổ máu. Dạ. Tôi sẵn sàng đổ máu, chấp nhận đổ máu, chắc chắn đổ máu. Và những cái câu nói và coi như là ở nước Mỹ này thì không biết là ông ấy đổ máu bằng cách nào thì cũng không hiểu. Nhưng mà bác có nghĩ là như nãy cháu nói là, tức là anh bây giờ anh nói ngang nói ngược, nói lung tung câu trước câu sau, chửi cha câu trước không, khi mà mới tuần rồi anh trao gọi là cái kiến nghị cho thằng Nam Quan, anh đội nó lên đầu nó là ngài phó thị trưởng, yêu cầu ông Triệu Phát phải dựng cột cờ vàng, nhưng mà tuần sau anh lại đi lên anh khấu đầu với việc Nam Airlines đi làm gọi là tài lọt để mà ngồi ăn rác của ông David Dương, thì ông Triệu Phát ông nhìn vô thì ông có cười lên đầu mấy anh không thưa bác? Vâng, ăn thưa anh ạ. Thế thành ra đó cái câu chuyện là nếu mà mình cứ tra chữ nghĩa ra thì mình thấy rằng thì là một cái thằng mà ăn rác không biết thối. Yeah. Một cái thằng mà nó đớn mạt. Yeah. Nó kêu sáng sớm chiều sáng tối chiều mưa cái gì đó, sáng nắng chiều mưa. Vâng, thành ra thì đây mới là cái thân phận của người Việt mà tôi thích nhất, là của cái người Việt di tản, mà tôi nói thì là Nam Lộc mà nói người di tản buồn. Cái đất nước này nó không phải là đất nước cho anh. Và đây mới là một trong những các cái thử thách rất là gay go đối với lại cái người Việt di tản, cái người Việt di tản, nhất là những người Việt di tản mà cứ đầu cơ rằng tôi không thể sống được với thằng cộng sản cho nên tôi đi tìm tự do. Thế nhưng mà rồi thì là tôi đến nước Mỹ, tôi đến nước Mỹ để mà tìm tự do, nhưng mà rồi thì là cũng giống như ông Nam Lộc người di tản buồn, thì coi như rằng thì là ở Việt Nam thì ông tố cáo rằng thì là tôi chỉ là công dân hạng 2. Yeah. Ở Việt Nam ta nó có 30 triệu người cái hồi đó, còn thì Việt Nam thì nó có 17 triệu người chẳng hạn, thì ông ông ấy gửi một cái tối hậu thư tới cái ông Triều Phát, là Ngô cái Kỳ. Nơi ông Ngô Kỳ gửi tối hậu thư cho cái ông Triều Phát, nói rằng thì là phải treo cái cờ vàng ba sọc đỏ, ở đây thì không có thì sẽ có đổ máu. Thì người ta cũng thấy rằng thì là cái đó nó lại là một cái diễu tức là xâm phạm quyền tự do của người khác, có phải không ạ? Vâng, anh khủng bố, anh đe dọa, anh sách nhiễu doanh nghiệp. Đúng, và do đó mà mới ăn tiền thì đó mà. Vâng,
đe dọa như vậy thì mới có cái bác chỗ đứng. Rõ ràng cháu dùng cái từ đó từ lâu đúng không ạ? Cháu nói anh tống tiền người ta chứ mày đấu tranh cái gì đúng không ạ? Cháu đâu có sợ đâu. Không nghe thế thằng ra là, tôi thì tôi không nghĩ rằng thì là Ngô Kỳ từ đầu đã khôn ngoan để mà tống tiền người ta. Ngô Kỳ là cái người mà người mà sống trong một cái xã hội ở hải ngoại mà Nam Lộc vẫn nói là người di tản buồn đó. Thì nhân nói về cái phúc lộc thọ ông Phan Giao thì tôi muốn có cái ý thế này là cái ông Phan Giao là chủ cái phúc lộc thọ, mà chủ cái phúc lộc thọ này thì hình như là nói chuyện là trước đây là một cái vùng đất bỏ hoang mấy chục năm trước, hình như là bãi dâu, bãi con dâu đó là trồng dâu thôi. Vâng, trồng dâu, nhưng mà cái chủ đất trồng thì trồng dâu, nhưng mà cái chủ đất đó hình như là của một cái người Nhật. Dạ đúng, gia đình người Nhật. Vâng, thế thì cái hồi đó sở dĩ trồng dâu là bởi vì rằng thì là không phải là sống bằng cái mà mỗi tuần mà những người mễ mà đi ra mà hái dâu để rồi ôm ôm những các cái thúng dâu mà đi dọc phố Bôn Sa để mà bán. Dạ đúng. Tức là họ cũng mua đất đầu tư thôi, thời đó họ cũng biết rồi. Vâng, thành ra giữ được cái đất đó thì phải trồng dâu để có lý do. Dạ. Để mà hình như hồi đó nếu là nông dân còn được trừ thuế rồi được phụ cấp nữa. Vâng. Bên Mỹ á bác, nó hỗ trợ cho nông dân á. Vâng, đấy. Thế thành ra đó tức là họ rất là khôn ngoan trong cái vấn đề ăn mà, đủ ăn bao nhiêu đường luôn. Vâng, và thế nhưng mà cái thời thế nó lại đặt ra là không ngờ rằng cái đất trồng dâu đó, cái đất này đó bây giờ nó là đất vàng đất bạc. Nó có một cái tương lai lớn quá, tương lai lớn quá. Thế còn để trở lại cái ông Phan Giao, thì ông Phan Giao thì ông ấy theo tôi nhớ lại là cái lúc cách đây cũng là mười mấy năm, thì cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, ông nha sĩ Phạm Đình Tuân chứ không phải là ông Đỗ Đình Tuân mà chủ tiệm sách Văn Khoa đâu, cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân này, ông ấy cũng lại là một cái người lý tưởng, thì ông ấy cứ coi như rằng thì là ông ấy ông ấy đưa ra một cái kiến nghị, ông ấy bắt là phải có cái cờ vàng ba sọc đỏ rồi các thứ gì đó, và ông ấy gửi một cái tối hậu thư lại cho cái ông Phan Giao, chủ cái phúc lộc thọ. Thì tôi nhắc tới cái nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, thì hồi đó là ông ấy lấy được chữ ký nhiều lắm ạ. Tức là hồi xưa đã có người yêu cầu như vậy rồi. Vâng, và ông ấy lấy được nhiều chữ ký, và ông ấy mang hình như là 23.000 20 mấy ngàn chữ ký đó. Ông ấy chất vấn Phan Giao. Ông ấy nói chuyện rằng tại sao không có cờ vàng với lệ gì ông ấy. Nhưng mà thưa bác cho cháu che ngang là cái sự khác biệt mà cháu lên án Ngô Kỳ là như vậy nè. Tức là cháu đã nói rồi, tức là Ngô Kỳ là đóng cái vai trò, đúng không ạ? Là như bác nói săn tăng, ăn cánh, toa rập với dân cử. Tức là hồi trước là toa rập với Chí Tạ, để mà giả vờ đóng vai là quần chúng, để là sách động, tạo dư luận, ra vẻ là quần chúng là biểu tình chống đối Phạm Hoàng Bắc, đúng không ạ? Để Phạm Hoàng Bắc phải điều đình, là như là đấm mõm bùi trơn đằng sau cho Chí Tạ, rồi lúc đó Chí Tạ mới lại quả cho Ngô Kỷ. Có là nghĩa là tụi nó săn tăng với nhau và tụi nó dùng dân cử để mà gây áp lực với những doanh nghiệp, thưa bác. Nó khác với ông Phạm Đình Tuân, đúng không ạ? Giống như cháu với bác, giống như Ngô Kỷ nói, nếu mà thật sự anh đấu tranh đúng, anh có quyền đến với tính cách cá nhân yêu cầu ông Triệu Phát, nó là tôi thấy như vậy thì nó khác. Còn cái này mày đi mày nói là mày gửi thư rồi thằng phó thị trưởng nó nhân danh mày, nó nói là đồng hương yêu cầu,
nó lại gửi cái thư đó, nó yêu cầu doanh nghiệp. Có nghĩa là một hình thức là dùng cái ảnh hưởng, cái vai trò, cái vị thế dân cử của mình để sách nhiễu, tống tiền doanh nghiệp, thưa bác. Vâng, thưa anh, tôi thấy nó đi đúng đường, nó đi đúng đường để làm tiền. Vâng, chứ còn nếu mà kiếm tiền. Nó đi đúng đường chứ, nó đi đúng đường bài bản, và tất nhiên bài bản chứ không còn làm tiền là cái chuyện đương nhiên rồi. Còn cái đúng đường thì nó phải có tiền chứ. Thế thì tôi nhớ rằng thì là cái ông nha sĩ Phạm Đình Tuân đó, thì ông ấy đưa một cái bảng 20,000+ chữ ký cho Phang Giao. Thì Phang Giao nó bảo thì là tôi không có điều gì phản đối. Thế nhưng mà cái vấn đề là dạo trước là cái chương trình của Phang Giao là định xây một cái cầu từ bên cái Asian Village, cái gọi là cầu vượt đó. Vâng, cái cầu vượt ở bên một đằng nó gọi là Asian Village, một đằng là Asian Garden, một cái là định xài một cái cầu vượt. Nhưng mà ở cái bôn xa này muốn gây quỹ mấy gì đó thì ngoài cái vấn đề phải có lý do chính đáng xin được, và cái thứ hai đó là phải có cái đóng cái tiền bond biết gì đó thì phát hành trái phiếu đó. Vâng, phát hành trái phiếu. Và thì cái ông thì cái ông Phang Giao thì ông ấy hoàn toàn là ông ấy nói thì là ông nha sĩ Phạm Đình Tuân mà lại đó thì là ông ấy bảo thì là chúng tôi không có gì chống đối cả, chúng tôi nhận ngần này cái chữ phiếu và tôi biết rồi. Thì ông ấy nói một cái câu nó vô thưởng vô phạt, và ông ấy cũng không hề mà đứng ra để mà chửi bới giống như cháu, tức là thấy vô lý là chửi tiền. Vâng, thì ông Phang Giao ông ấy nói chúng tôi ghi nhận cái này đó. Thế nhưng mà còn cái diễn biến thì bắt đầu là phải bán trái phiếu, phải thì cái lúc bấy giờ các cái báo chí ở đây người ta nói thì là xây dựng thì nó khó chứ còn phá hoại thì nó dễ lắm. Dạ, đúng. Bây giờ phá hoại cái chương trình của ông Phang Giao thì nó dễ quá đi. Dạ, thành ra ông Phang Giao coi như rằng thì là cái chương trình mà xây cái cầu vượt đó thì đổ lỗi cho Ngô Kỳ, hay đổ lỗi cho những người chống cộng cực đoan này đó. Nhưng mà nó sự thật là cái câu chuyện rằng thì là cái cầu vượt đó nó thua ở cái chỗ rằng thì là tôi còn nhớ rằng thì là cái lúc bấy giờ nói chuyện rằng cái cầu vượt này thì ở trên cái cầu vượt này đó thì chúng ta sẽ trang trí cái cầu vượt này ra làm sao. Thì có những người thì nói rằng thì là chúng ta sẽ trang trí nào là biểu tượng của vua Hùng, vua Hiếp, rồi thì chúng ta sẽ trang trí bằng những cái cây tre nó biểu tượng cho người Việt Nam chứ không phải là những các cái cây thông hay là gì ở bên Mỹ. Và nhất là ở trong cái cầu vượt đó thì chúng ta sẽ khắc cái cung điện của cái triều đình Huế gì đó, và cũng đã cho người về Huế để mà xem cái cung điện đích thực ở trong cái hoàng cung ở Huế nó ra làm sao, thì chúng ta sẽ vẽ một cái cung điện đó. Thế thì tất cả những cái đó thì nghe nó có vẻ nó hợp lý lắm. Và thế nhưng mà tại sao cái vấn đề mà gây quỹ không thành, làm cái cầu vượt này không thành, là bởi vì rằng thì là ở bên Mỹ nó có cái luật ở bên Mỹ, không ạ?
anh gì đó, anh đóng tiền đi, rồi anh gây quỹ, và gây quỹ nó phải phản ảnh đúng cái điều, cái nhu cầu cần thiết, chứ anh gây quỹ mà để nuôi hận thù hay là mang tính cách chính trị vào. Bây giờ cái chương trình là một cái chương trình là non-profit, không có tư lợi, chứ còn bây giờ mà anh lại chính trị hóa thì cái vấn đề thì lại là một cái phạm lỗi, cho nên gây quỹ không thành công, cho nên nó mới gọi là bán hàng giả và nuôi hận thù. Tôi nhớ rằng, và riêng mà nói về cái Phúc Lộc Thọ thì tôi có cái ngớ ngẩn buồn cười lắm, là cái hồi đó ông nhà sĩ Phạm Đình Tuân, ông ấy trèo lên một cái thang trước cửa Phúc Lộc Thọ đó, ông ấy trèo lên để ông căng biển ngữ biển viết gì đó, ông ấy chống đối. Thì cái hồi đó thì tôi cũng không có theo dõi ở trong cộng đồng này, thì cái ông luật sư, quên ông gì nhỉ, cái ông mục sư cũng nổi tiếng ở trong cộng đồng này, là ông mục sư Nguyễn Quang Minh, ông mục sư Nguyễn Quang Minh, thì ông ấy nói chuyện rằng thì là ông nha sĩ Phạm Đình Tuân, ông treo, ông ấy lên cầu thang mà ông ấy treo cái biển ngữ đó đó, thì ông ấy lóng cóng cái nào ông ấy té, thì ông ấy lại bắt đền, ông ấy lại định, nghĩa là khai về cái câu chuyện rằng thì là cái thành phố này anh làm mấy cái cột cờ, mấy cái biểu ngữ này đó, anh làm nó không đủ tiêu chuẩn an toàn, để đến nỗi mà ông nha sĩ Phạm Đình Tuân này trèo lên ông ấy té, và ông ấy định kiện cái thành phố. Vâng, đúng rồi, cái này đó là thành ra những người chống cộng ở đây mới gì đó, thì nó gọi là một cái loại mà cào mặt ăn vạ. Thế thì Nhân nói về cái ông Phan Giao thì để nói thêm rằng thì là tất cả những người mà tới Bắc Cali, tới Nam Cali, và nhất là tới cái Westminster, tới cái thủ đô ở trong ngoặc kép đó, thủ đô tị nạn, thì cái nơi này nó gọi là tự dưng nó may mà nó nổi tiếng, nó đúng đúng là mưa nắng mấy mùa biết nó làm cho mình nhớ lại một cái thoáng Sài Gòn, một cái bốn mùa của miền Nam Việt Nam, vân vân đó. Thế thành ra nó gợi nhớ tới, và nó làm cho mình càng thấy đau ruột, càng thấy rằng thì là mình có mình chịu cái nhiều cái thử thách quá đối với cuộc đời của mình, cuộc đời di sản của mình. Như ban nãy tôi nói về Nam Lộc chẳng hạn, thì cái nói chuyện về ông Phan Giao đó, thì ông mới thấy rằng thì là ông nha sĩ Phạm Đình Tuân trước kia là lấy được 20,000+ chữ ký, thì ông ấy tường thuật rằng ông ấy 20,000+ chữ ký thì ông ấy đưa cho Phan Giao, thì ông ấy nói rằng Phan Giao cầm lấy cái đó mà run lên, thấy rằng thì là với 20,000+ chữ ký này thì nó sẽ mang mình ra nó làm thịt, thành ra ông, nhưng mà trong lòng ông ấy thì ông ấy thấy rằng thì là tôi vô tội, tôi làm cái nơi này nó là từ cái bãi dâu bây giờ nó lên tấm lên đẫn tự dưng nó thành ra là một vùng đất quý, nó thành ra một cái Phúc Lộc Thọ,
đây là cái tâm điểm, là cái nơi mà thủ đô của người Việt tị nạn. Tôi đâu có biết rằng thì là tôi mang một cái tội lỗi lớn quá như vậy. À. Dạ vâng đó thưa bác, giống như bây giờ mình đang ngồi đây đúng không ạ? Mình cứ tưởng tượng đi, đây là cái cơ sở của bác, đúng không ạ? Thì giống như bác nói đó, đồng ý là khi mà mình đến thì mình cảm thấy là mình cũng phải nghiên cứu, mình biết ở chung quanh đây đúng không ạ? À, cư dân làm sao thì cũng phải có biết cái đó. Nhưng mà khi mà bác dựng tiệm lên, bác trang trí, bác chuẩn bị món ăn, nghiên cứu muốn đầu bếp là cái chuyện đó hoàn toàn của mình, đúng không ạ? Rồi không lẽ bây giờ thực khách người ta vô ăn rồi người ta vỗ ngực nói tao là người mễ nè, đúng không ạ? Tao nhờ có tao thực khách mày mới tiệm mày mới sống được. Rồi họ bắt đầu họ bắt yêu sách là bác phải như vậy, bác phải như kia. Thì mình nghĩ như vậy nó có chính đáng hay không, Phụng ạ? Bằng